Hello mọi người, hôm nay là ngày mùng 2 Tết với mọi người. Mình sẽ quay bằng điện thoại nhá. Mình sẽ dùng điện thoại để quay review một cái video ngắn để review chất âm của cái bộ micro Shure UR24D và sử dụng đầu Beta 58A. Và ở đây Cường sẽ dùng mixer Yamaha LS9 và Cường sẽ dùng loa FPT G-Max 110A mọi người ha. Rồi sau đây thì Cường sẽ test thử chất âm của cái bộ micro này. Ok mọi người, và bây giờ thì nhân dịp đầu năm Cường sẽ lên một cái video ngắn để giao lưu với mọi người nhé. Và sau đây thì Cường sẽ test thử cái chất âm của bộ micro Shure UR24D sử dụng đầu Beta 58A, và Cường sẽ quay bằng cái điện thoại và lấy âm thanh ở phía ngoài môi trường luôn quý chị nhé. Có nghĩa là quay bằng điện thoại, mình nói vậy cho quý chị chúng ta dễ hiểu nha. Sau đây Cường sẽ hát thử một khúc nha, hát karaoke cho vui thôi nha quý chị, nếu không được hay thì mong quý chị thông cảm nha. Cơ sở lấy cái bài ca Tết cho em, và chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Đẹp sọc đọc sọc về, đẹp sọc về, lòng người chẳng chứa mọi buồn vui. Đêm nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Đêm nay anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc. Đêm nay anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chưa cả vườn xuân. Ok, Cường để nhạc bé bé thôi để test cái chất âm của bộ micro với mọi người. Và bây giờ thì một lần nữa chúc mọi người chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, và nhớ subscribe đăng ký kênh của Cường nhé. Cảm ơn quý vị.